Xin chào quý vị và các bạn. Hình ảnh vệ tinh này cho thấy một khu vực ở miền Nam Malaysia vào năm 2011 và 2018. Những gì chúng ta thấy ở đây là một trong những dự án phát triển đô thị tham vọng nhất, một thành phố hoàn toàn mới đã được xây dựng từ đầu. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về vị trí địa lý của Malaysia. Đất nước này nằm tại khu vực Đông Nam Á, với diện tích khoảng 330.000 km2, tương đương với diện tích của Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh thổ của quốc gia này được chia làm hai phần và cả hai đều có địa lý giống như nhau, từ vùng đồng bằng, đầm lầy ven biển đến các cao nguyên và dãy núi ở trung tâm. Bờ phía tây trên bán đảo Malaysia cùng với một số hòn đảo lân cận có diện tích khoảng 131.500 km2. Vùng đất này có biên giới phía bắc tiếp giáp với Thái Lan, phía nam nối liền với quốc đảo Singapore bởi một cây cầu và một con đường đắp cao dài khoảng 1 km. Phía đông và phía tây là Biển Đông và eo biển Malacca. Đây là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới. Tại đây có dãy Ti Ti Quang Sa tạo thành xương sống của bán đảo Mã Lai và là một phần của hệ thống đồi Tenas Srim. Xung quanh dãy núi là đồng bằng và đầm lầy ven biển. Nhìn chung thì dãy núi này không cao lắm. Tại đây có cao nguyên Cameron là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Malaysia. Địa danh này là một huyện thuộc tỉnh Pahang, nằm ở độ cao 1.500m, giống như Đà Lạt của Việt Nam. Phần còn lại của Malaysia là bờ biển phía đông, nằm trên đảo Borneo với diện tích 199.000 km2, được gọi là Malaysia Hải đảo. Nó có biên giới đất liền tiếp giáp với Brunei và Indonesia, được bao bọc bởi Biển Đông ở phía bắc cũng như biển Sulu ở phía đông bắc. Cùng quay trở lại vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đây chính là Forest City của Malaysia, được hình dung là một thành phố xanh thông minh trong tương lai. Nơi này được thiết kế không giống bất kỳ nơi nào khác và việc xây dựng vẫn đang được tiến hành. Sau khi hoàn thành, thành phố này có thể chứa tới 700.000 người với tổng ngân sách dự án là 100 tỷ đô la. Bây giờ, để hiểu tại sao các nhà phát triển tin rằng các khoản đầu tư của họ sẽ được đền đáp và mọi người sẽ muốn sống ở đây, chúng ta cần tập trung vào địa điểm này. Thành phố đang được xây dựng ở bang Johor của Malaysia. Tại đây, eo biển Johor đóng vai trò là biên giới tự nhiên giữa Malaysia và Singapore. Vị trí gần gũi với trung tâm kinh doanh quốc tế này là điều mà Forest City nhắm đến để thu hút lợi nhuận. Singapore là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất và là cảng trung chuyển lớn nhất thế giới. Xét về tổng lượng container xử lý, đây là cảng bận rộn thứ hai sau Thượng Hải. Mức sống của thành phố này rất cao, có rất nhiều việc làm nhưng lại có quá ít không gian để sống. Forest City tự coi mình là một giải pháp khả thi cho vấn đề này. Nhưng mặc dù vị trí gần Singapore là rất quan trọng, thành phố này cũng được lên kế hoạch để trở thành một trung tâm tài chính. Forest City cannot be a bedroom town, like people are only sleeping here without doing any economic subsistence. So we have to rely on, you know, attracting business to here. Năm 2006, Malaysia thành lập đặc khu kinh tế Iskandar. Chính phủ hỗ trợ một số dự án nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân trong khu vực. Bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng và không gian thương mại, chính phủ muốn tạo ra một môi trường thân thiện với doanh nghiệp, khuyến khích bối cảnh phát triển giống với ở Singapore để mở rộng ra qua biên giới. Một số dự án đã được tiến hành, bao gồm cả việc phát triển thêm khu trung tâm thương mại ở thành phố Johor Bahru, việc thành lập các cơ sở đại học quốc tế tại Edu City, đầu tư vào cảng container Tanjung Pedepat, cùng với việc xây dựng một khu công nghiệp lớn gần sân bay quốc tế Senai. Forest City dường như phù hợp với các kế hoạch này và có thể trở thành trung tâm của một khu vực kinh tế đang phát triển ngay gần Singapore. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu tiên, chỉ có hòn đảo đầu tiên được xây dựng và sự phát triển tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu. Các nhà phát triển dự án quảng cáo Forest City đang tập trung vào tính bền vững của môi trường, ý tưởng là để pha trộn thiên nhiên và kiến trúc. Khái niệm này hình dung việc tạo ra nhiều tầng để có không gian cho đỗ xe và đường phố biến mất bên dưới các công viên cây xanh, tạo ra một khu vực không có ô tô trên mặt đất. Kiến trúc cũng tuân theo triết lý tương tự như những gì đã được xây dựng cho đến nay. Ngoài ra, phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện đã được lên kế hoạch và số hóa nên được sử dụng để quản lý tài nguyên hiệu quả trong thành phố. Các nhà hoạch định dự án dường như cũng nhận thức được rằng cách tiếp cận này mâu thuẫn với thực tế, rằng đây là một dự án cải tạo đất. Thành phố quảng cáo về cách tiếp cận xanh bao nhiêu thì nó cũng bị chỉ trích lại bấy nhiêu vì nó có hại cho môi trường. Các hòn đảo được xếp chồng lên nhau trong một khu vực có đồng cỏ biển lớn nhất ở Malaysia, hoạt động như một môi trường sống cho các sinh vật biển đa dạng. Những hệ sinh thái mong manh này đang bị đe dọa bởi việc cải tạo đất. Nhà phát triển dự án đã công bố một số biện pháp đền bù, bao gồm trồng cỏ ven biển
và rừng ngậm mặn mới. Ngoài những lo ngại về môi trường, còn có những lo ngại về chính trị ngày càng tăng. Dự án đang được phát triển bởi Country Garden Pacific View. Đây là sự hợp nhất của nhiều nhà đầu tư khác nhau, có công ty Malaysia Esplanade Danga 88. Trong đó, chi nhánh đầu tư thuộc sở hữu nhà nước của Johor nắm giữ cổ phần, cũng như quốc vương Johor và một nhà đầu tư tư nhân có quan hệ mật thiết với quốc vương. Với 60% cổ phần, nhà nước phát triển chính là công ty Country Garden của Trung Quốc. Công ty này đã xây dựng một dự án nhà ở với quy mô lớn ở Johor Bahru. Ảnh hưởng của Trung Quốc với dự án này đang làm dấy lên lo ngại ở Malaysia. Rút cuộc, nó là một thành phố được quy hoạch, trong đó tất cả khía cạnh của phát triển và quản lý đô thị được tổ chức bởi sự hợp nhất tư nhân này. Điều này có nghĩa là thành phố sẽ có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, giáo dục tư nhân và thậm chí cả an ninh tư nhân. Phần lớn những gì được quản lý bởi các cơ quan chính phủ ở các thành phố sẽ do tư nhân tổ chức với cổ đông chính là một công ty Trung Quốc. Điều này làm lo ngại về việc mất chủ quyền ở Malaysia. Để hiểu được những mối quan tâm này, chúng ta hãy xem xét dự án này trong một bối cảnh lớn hơn. Người ta đã khám phá ra khoảng cách tiếp thị của thành phố trong bối cảnh khu kinh tế Iskandar của Malaysia. Nhưng dự án cũng là một phần của một chiến lược khác. Vào năm 2013, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến về vành đai và con đường. Theo đó, đất nước đang tài trợ cho một số dự án cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới. Các khoản đầu tư mà Trung Quốc đang thực hiện ở các quốc gia khác với mục đích tăng cường thương mại quốc tế. Nhưng ở một số quốc gia, ngày càng có nhiều lo ngại về quyền lực mà Trung Quốc đạt được thông qua các dự án này. Ở Malaysia, những ý kiến trái chiều về các dự án phát triển của Trung Quốc là một vấn đề chính trị quan trọng. Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và đã ký một số hợp đồng, trong đó bao gồm việc xây dựng một tuyến đường sắt cũng như hai dự án đường ống và Forest City. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018, lãnh đạo phe đối lập Mahathir Mohamad đã chỉ trích các dự án này và cảnh báo về bẫy nợ của Trung Quốc. Sau khi Mohamad thắng cử và trong nhiệm kỳ của mình, ông đã thay đổi hướng đi trong nhiều dự án, bao gồm cả Forest City. Ông ấy đã nhận xét tiêu cực về dự án và nói rõ rằng việc mua một căn hộ trong thành phố không tự động cho phép người mua được cấp thị thực. Môi trường chính trị mới xung quanh các dự án có sự tham gia của Trung Quốc cũng dẫn đến sự thận trọng của những người thuê nhà tiềm năng và Forest City rơi vào tình trạng mất cân bằng. Ngay từ đầu, dự án chủ yếu được quảng cáo hướng tới công dân Trung Quốc và những người chỉ trích dự án lưu ý rằng phần lớn người dân Malaysia không mua được các căn hộ ở đây. Nói thẳng ra, các nhà phê bình sợ rằng những gì đang được xây dựng là một thành phố của Trung Quốc trong lãnh thổ Malaysia. Do đó, nhà phát triển dự án đang cố gắng giải quyết những lo ngại này. Các công ty địa phương của Malaysia trong khu vực được ưu tiên ký kết các hợp đồng. Người ta cũng đã thông báo rằng sẽ có nhiều đơn vị nhà ở giá cả phải chăng hơn được cung cấp và dự án sẽ không chỉ được điều chỉnh hướng tới lợi ích của Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng đầu tư nước ngoài có thể tạo điều kiện cho sự tăng trưởng chung và tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia theo cách có lợi cho cả hai nước. Nhưng cũng có lo ngại rằng các khoản đầu tư có thể dẫn đến sự phụ thuộc và tiếp theo là bán đứng chủ quyền. Những cân nhắc này là điều khiến Forest City trở thành một dự án gây tranh cãi nhất lịch sử đất nước. Sau 6 năm phát triển, dự án 100 tỷ đô la đã trở thành một thị trấn ma. Hiện tại, các căn chung cư trong khu phát triển bán lẻ với giá 5 triệu ringgit Malaysia, tương đương với khoảng 25 tỷ Việt Nam đồng. Để dễ hình dung, giá nhà trung bình ở Johor Bahru, nơi có Forest City, là 619.633 ringgit Malaysia, tương đương với khoảng 3 tỷ đồng. Một nhân viên giấu tên cho biết có khoảng 20 người sống trong khu phức hợp. Mặc dù vậy, theo báo cáo năm 2002 của Malaysia Now, nhiều tòa nhà vẫn được các công nhân và lao công bảo trì, dọn dẹp thường xuyên. Hầu hết các cửa hàng trong khu phức hợp đều đóng cửa. Nhà hàng Trung Hoa Sundaegong và trung tâm tổ chức tiệc cưới Venlis của Singapore là một trong những doanh nghiệp từng hoạt động gần đó. Ngoài ra, các cửa hàng bị đóng cửa hoặc bỏ trống đã hơn 2 năm. Nhiều không gian bày bán sản phẩm đã trở thành các kho lưu trữ với những thùng các tông xếp chồng. Mặc dù Forest City vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng cái danh thị trấn ma khiến dự án này không thể thu hút được người mua trên toàn cầu. Đây là những bài học cần thiết, bởi vì bất cứ khi nào có một lượng lớn đầu tư từ nước ngoài và một khu vực hay dự án đang phát triển, thì chúng ta cần cân nhắc thật kỹ, xét trên nhiều phương diện trước khi bắt tay vào ký hợp đồng và xây dựng. Video đến đây là kết thúc. Nếu bạn cảm thấy hay và bổ ích, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!